các bạn nhé, để hoàn thiện 6 mặt của cái Rubik 2x2 này Đầu tiên các bạn phải hoàn thiện cái mặt trên màu trắng này và cái tầng 1 này các bạn nhé Thì đầu tiên các bạn để ý này, đây là màu trắng, màu cam Thì các bạn tìm đến viên màu trắng và cam nhé Đây trắng cam này, Đấy. Các bạn đưa lên cho nó cùng màu, ok Tiếp theo, các bạn thể thấy đây là viên màu uh, trắng và đây là xanh dương Thì tìm đến viên màu trắng xanh dương các bạn nhé Thì đây là viên màu trắng xanh dương Chúng ta sẽ đưa vào đây vị trí này các bạn nhé Thì muốn đưa vào vị trí này, uh, trắng xanh dương này thì mình phải đưa nó ra hông tức là vị trí bên này đó các bạn nhá rồi mình sẽ phải đưa nó ra hông bên này đấy và từ vị trí hông này mình sẽ phải đưa xuống mình đón đấy, ok đưa lên tiếp tục còn một viên này nữa cuối cùng chắc chắn phải ở đây rồi đấy thì mình đưa lên đây các bạn nhá rồi à, như vậy là mình đã hoàn thiện được cái mặt trên này và cái cạnh xung quanh này cùng màu luôn các bạn nhá như vậy là các bạn có thể theo dõi đầy đủ video mình làm trọn vẹn là cái rubik 2 x hai này ở trong cái link cuối video này nhá xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video